Thưa quý vị và các bạn, 39 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh giai đoạn 2023-2025 sẽ được đầu tư nâng cấp cải tạo nhà thi đấu đa năng tỉnh chuẩn bị cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023. Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup năm 2023 sẽ được tổ chức tại tỉnh Lào Cai từ ngày 17 đến ngày 27 tháng 8. Tham gia giải dự kiến có 8 đội tuyển, trong đó 6 đội bóng chuyền nữ quốc tế và 2 đội tuyển quốc gia Việt Nam. Các trận đấu sẽ được tổ chức tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai. Hiện các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, thiết bị để thi công đồng bộ các hạng mục công trình. Dự kiến đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành việc sửa chữa, cải tạo nhà thi đấu đa năng phục vụ cho giải.